Xin chào khán giả của Bika Hà Nội. Với tầm tiền khoảng hơn 700 triệu thì hôm nay thì em Hoàng sẽ giới thiệu với cả nhà một mẫu xe đến từ Nhật Bản, đến từ thương hiệu Nissan. Đó là chiếc X-Trail đời 2018 nha. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đấy ạ. Và xe thì có nước sơn là màu xanh đen. Thì mời khán giả theo dõi với em từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe, quay máy móc của chiếc xe và báo giá cho quý khán giả chi tiết nhất ạ. Đây là phiên bản 2.0 và bản này là bản thấp nhất của X-Trail các bác nhá. Nhưng mà để mà so với các xe cùng phân khúc thì chiếc xe này cũng có một số ưu điểm như là rất là rộng rãi này, cùng với đó là 5+2 này. Cụm đèn thì của chiếc xe là dạng halogen phản xạ đa hướng. Chủ xe cũng đã nâng cho mình là cái cụm đèn LED này. Đây, các bác có thể thấy này, đèn LED rồi nha. Phía dưới đèn gầm thì chủ xe cũng nâng cho mình là đèn LED hết rồi. Chủ xe rất chơi. Chủ xe thì là ở tỉnh thôi. Những chiếc xe mà khi mà ở tỉnh thì người ta thường có một cái nhà xe để giữ xe cẩn thận, rất là cẩn thận. Không như ở Hà Nội thì chúng ta thường để ở dọc đường, để ở ven đường. Đấy. Chiếc xe này thì cũng là một chủ từ đầu thôi. Một chủ từ đầu nha. Nhìn phía trước thì cũng rất là dữ dằn này. Đấy, biểu tượng của Nissan. Hôm nay trời hơi tối thì em xin phép là dùng flash để soi kỹ hơn cho mọi người. Thì bây giờ em mời quý khán giả đi sang phía sườn xe. Sườn xe. Chiếc xe này thì sử dụng là bộ phanh đĩa hết, cùng với đó là bộ mâm lốp của chiếc xe này là bộ mâm lốp nguyên bản. Em xin lỗi nhỉ. Mâm lốp này chủ xe đã thay cho mình bộ mâm lốp mới rồi. Và giờ thì còn rất dày ạ. Mâm lốp mới cho mình rồi. Ở đây có như có áp suất lốp thì phải này. Có áp suất lốp. Đấy, gương chiếu hậu thì tích hợp một cái đèn xi nhan báo rẽ dạng LED ở đây rồi. Đấy, và có cả cảm có cả sấy gương, có sấy gương nha. Tí nữa camera có thể quay cho các bạn. Này, sấy gương. Chủ xe cũng đã nâng cho mình phim cách nhiệt rồi. Đầy đủ cho mình rồi. Với màu xanh này, màu xanh nhé, xanh đen. Đấy, rất là ấn tượng luôn. Với cụm đèn phía sau dạng to bản. Dạng to bản ạ. Và trên chiếc xe này thì đã được trang bị là cốp điện. Đấy, cốp điện rồi nhá. Cam lùi cũng như là cảm biến các thứ thì con này, dòng xe này thì không có cảm biến phía sau. Dụng cụ lốp thì các thứ đầy đủ hết rồi. Và khi mà cần nhiều người ngồi thì chúng ta có thể kéo hàng ghế thứ hai lên, hàng ghế thứ ba lên. Rồi cái này thì kéo lên để trong trường hợp mà chúng ta để đồ nha. Lốp sơ cua của chiếc xe này nó không để ở dưới. Và em cũng chưa nhìn thấy nó ở trên. Đây nó ở trên. Nó ở đây nha. Lốp sơ cua này thì có hạ qua rồi. Đấy. Nếu mà phân khúc của chiếc xe này thì có thể cạnh tranh trực tiếp với dòng C5 này, Tucson này, hay là chiếc Outlander hôm qua em có giới thiệu cho cả nhà. Nhưng chiếc Outlander thì nó sẽ kiểu thiết kế nó đơn giản hơn một chút. Đấy, cũng là một mẫu xe đến từ Nhật nhưng mà nó đơn giản một chút. Xe này thì cũng sử dụng động cơ là 2.0 nha. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng là vừa phải thôi, khoảng tầm 7,8 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Thì bây giờ mời các bạn vào trong, các bác vào trong động cơ, vào trong khoang nội thất này. Đây là ghế da là nguyên bản theo xe, cũng có một số các vết nhăn, nói chung là theo thời gian thì không thể tránh khỏi rồi. Cái da này da nguyên bản theo xe đấy nhá. Cửa gió điều hòa này phía sau này. Nếu mà ngồi thì chiếc xe này trần thì nó khá là cao và thoáng. Đấy, ngồi thì cũng rất thoải mái đấy ạ. Thảm sàn 6D thì chủ xe cũng đã nâng cho mình rồi. Còn bây giờ thì em mời các bác lên phía trên đi xem chiếc xe này có thêm option tính năng gì đặc biệt không ạ. Có chìa khóa thông minh rồi các bác nhá. Và ghế lái, cả ghế lái và ghế phụ đều trang bị cho mình là ghế chìm điện ạ. Đấy. Trong phân khúc thì hiếm có xe làm được trang bị như thế. Đây là áp suất lốp nha, chủ xe đã lên cho mình này. Rồi nguyên bản theo xe thì đã có đề nổ start-up, tuy là bản đây là gọi là bản tiêu chuẩn thôi, nhưng đã có đề nổ start-up rồi.
điều hòa thì có điều hòa tự động rồi. Đấy. Trên vô lăng thì cũng tích hợp khá là đầy đủ các tính năng rồi. Với cái hộp số của chiếc xe này là hộp số vô cấp nhá. Vô cấp thì những chiếc xe vô cấp thì nó sẽ sang số mượt mà hơn. Và cái này thì giả lập là 7 cấp. Đấy, rất là mượt mà rồi. Trong khoang này em cảm nhận thì nó hơi, đoạn này nó hơi, gọi là theo cảm nhận của em là nó hơi thiếu thiếu một chút gì đó. Đấy, nó không được nhiều như những chiếc xe của Hàn Quốc. Đấy. Nhưng mà bền bỉ thì dòng xe Nhật thì vẫn là khá là ok thôi. Thì bây giờ em mở khoang máy cho cả nhà xem nha. Biển số khác mà đăng kiểm này vẫn được. Đúng rồi. Vết sau lưng nữa. Đúng rồi. Để nó nói quen này luôn nè. Cho. Đấy anh ơi, để em trao đổi nha. Giờ mình dùng cái này thì vẫn đến tháng 5 năm sau được. Ờ. Nó không phải theo cái biển số xe mà nó sẽ theo là cái số khung số máy. Yeah. Vâng. Rồi cái này thì nó theo số khung số máy. Đúng rồi, trong cái sổ ấy. Cái iPad đằng trước thì nó có ấy, nó có liên quan. Cái iPad này thì là liên quan đến chủ cũ này. Thì giờ là cái này anh nên nộp ra, anh đặt cái mới thôi. Theo không, tên nhưng mà trong tài khoản này nó vẫn còn tiền thì anh sử dụng đối với cái này thì có được không? À, nếu mà còn thì nó theo biển số. Đấy. Theo biển số cả, biển số mới cả. Giờ mình phải làm biển số mới mà. Đúng. Cái này thì phải bỏ. À. Đấy, thế thì cái này chẳng có giá trị gì rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì bây giờ chỉ có cái này bỏ đi. Của nó chuyển được sang các thứ thì chuyển thì được thôi. À, không phải được, cái này không được. Không được đúng không? Vâng, rồi cái này thì vẫn được. Mình có cả sổ cho mình mà. Ờ. Đấy. Có cái sổ kia thì anh đúng rồi, anh vẫn cầm đi dùng bình thường. Sổ cũ là vẫn còn đúng không? Đúng rồi. Ờ, thế thì được, thế thì đỡ phải đăng ký đăng kiểm lại. Đúng rồi. Chỉ có anh đổi biển về Hà Nội. Thật ra cái này thì là bình thường này, khi mà ấy thì có, nó có rẻ, nó có mấy trăm thôi. Như chiếc xe này thì rơi khoảng tầm 400 mấy, 500. Ôi, hình như hơn 300 thì phải. Nhưng mà cái quan trọng là cái này này này, cái phí đường bộ này nó hơn 1 triệu này. Ờ. Đấy. Đúng rồi, cái 100 mấy. Đấy, đúng rồi. Chiếc Outlander này thì hôm qua anh khách này đã đặt cọc rồi. Hôm nay có thể sẽ đi chơi hãng nhỉ. Rồi quay lại với chiếc Nissan X-Trail. Một chiếc xe cùng phân khúc. Rồi, bật ngơ một chút. Đây. Nếu mà khoang máy của động cơ thì em thấy khá là đầy đặn nhé. Nó khá là đầy đặn. Cũng là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhưng mà các bác có thể thấy đấy, nó khá là đầy đặn này. Hôm qua thì em quay cả con Outlander rồi, nhưng mà nó không được đầy đặn như thế này. Và con này cũng sử dụng là cầu trước ạ. Đấy. Còn về chất lượng xe này, mà khi mà mua xe bên em cũng kiểm tra rất kỹ rồi. Về khung gầm này, về những chi tiết ốc này, đấy, keo chỉ này, đều kiểm tra rất kỹ rồi. Và đảm bảo cho khách hàng xe không bị đâm đụng ảnh hưởng khung gầm chassis, xe không ngập nước thì kích, xe không bị hạ máy, bổ máy, đại tu máy và giấy tờ pháp lý an toàn để cho mình sang tên. Như chiếc xe này bên em rút hồ sơ đầy đủ hết rồi nha, giờ chỉ ở việc sang tên thôi. Nếu mà khách hàng ở miền tỉnh thì chỉ mất 2% thuế, rồi khách hàng mà ở thành phố, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà mua những chiếc xe biển tỉnh về thì sẽ mất thêm 20 triệu tiền biển này. Với 2% thuế như chiếc xe này thì tại thời điểm hiện tại thuế nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng 10 triệu thôi các bác nhỉ. Khoảng 10 triệu thôi ạ. Đấy, khoảng 10 triệu thôi. Và chiếc xe này cửa hàng Bica Hà Nội chúng em đang chào bán với mức giá vô cùng hợp lý rồi, có 725 triệu đồng. Trên cái giá này thì bên em vẫn còn hỗ trợ giảm giá cho khách hàng khi mà khách hàng đến trực tiếp showroom xem xe, lái thử và cảm nhận, quan trọng nhất là yêu thích chiếc xe này. Đấy. Còn về thủ tục ngân hàng thì bên em như chiếc xe này em còn hỗ trợ trả góp lên đến khoảng 60-65%. Và chúng ta chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ? Chứng minh thư này, sổ hộ khẩu này và giấy đăng ký kết hôn. Còn lại thì em có thể hỗ trợ mọi người nhá. Thông tin chi tiết hơn thì cứ liên hệ em qua số điện thoại ở trên màn hình. Video giới thiệu chiếc X-Trail đời 2018 của em đến đây là kết thúc rồi. Em xin gửi đến cho cả nhà. Video giới thiệu về chiếc X-Trail đời 2018 của em đến đây là kết thúc. Em xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.